Đồng chí Lê Văn Huynh, sinh năm 1962, quê Hiệu Lý, Hiệu Hóa, Thanh Hóa, thường trú tổ 7, khu 34, xã Sa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, nơi quê hương đầu tiên của ông cách mạng. Theo tên gọi của Đảng, của dân tộc, đồng chí lên đường nhập ngũ tháng 2 năm 1983, tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của dân tộc tại đơn vị đại đội 72, tiểu đoàn 2, huyện đội Tràng Bang, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, cấp bậc B1, chức vụ chiến sĩ. Xuân ngũ tháng 12 năm 1985 về địa phương, tham gia lao động tự do tại tổ 7, khu 34, xã Sa Mai. Đồng chí vào hội cựu chiến binh Việt Nam tháng 10 năm 2010. Trong công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của quân đội, nhà nước và nhân dân giao cho. Đồng chí luôn giữ vững bản chất truyền thống của bộ đội cụ Hồ, luôn là một học viên cựu chiến binh gương mẫu, một công dân mẫu mực trong cuộc sống, luôn trung thực, giản dị, hiền lành, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng khu dân cư, được nhân dân quý mến, anh em đồng đội tin yêu. Đồng chí được Đảng, nhà nước, quân đội tặng thưởng bằng khen Bộ Quốc phòng, kỷ niệm trương cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí mất đi một tổ rất lớn với các gia đình không có gì đáng thưởng. Hội cựu chiến binh chúng tôi mất một đồng chí hội viên trung thực, mẫu mực, mong gia đình sẽ đau thương sớm ổn định cuộc sống. Người ông mẫu mực yêu thương, nhân dân khu phố mất một thành viên gương mẫu, sôi nổi, nhiệt tình, tận tình, trách nhiệm với công việc, với mọi người. Ông Huynh ơi, mới hôm qua giọng ông còn cười cười nói từ tốn, ấm áp, mời mọi người uống nước, thân tình, rồi bước xe, sửa xe, xếp từng con lớp giúp mọi người. Mà nay, tháng ông, đã vinh biệt chúng tôi rồi. Ông ra đi để lại niềm tiếc thương sâu sắc với bà con trong hồn tình nghĩa Trà Bắc và nhân dân
khu 34. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình cầu chúc cho linh hồn ông đi vào cõi vĩnh hằng luôn được thanh thản. Chúng tôi xin hứa với ông tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết trong khu ngày một gắn bó tốt đẹp hơn nữa, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn nữa để xây dựng khu 34 ngày càng giàu đẹp văn minh, để ông và các thế hệ đi trước vui lòng. Chúng tôi cũng mong muốn và tin tưởng gia đình, người thân vượt qua đau thương to lớn này, sớm ổn định cuộc sống, lao động, học tập, công tác tốt như khi ông Hằng mong muốn sống. Để tỏ lòng biết ơn ông Lê Văn Minh, tôi đề nghị toàn thể nhân dân có mặt tại đây để một phút mặc niệm với người đã mất. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin thành tâm chia buồn cùng gia quyến, xin được nói lời vĩnh biệt ông Lê Văn Huynh. Thank you.
Anh ơi, 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 anh ơi